Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mưa sẽ là hình thái thời tiết chính ở các tỉnh miền Bắc nước ta, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh miền núi như là Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Hà Giang sẽ có nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Thời tiết Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, cho nên trong cơn mưa dông sẽ rất dễ xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Vì thế bà con ở các khu vực vùng núi cần hết sức chú ý đề phòng. Ngoài ra, do có mưa lớn cho nên từ ngày hôm qua cho đến hôm nay mùng 7 tháng 9, trên thượng lưu sông Hồng Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 cho đến 2 mét. Đỉnh lũ dự kiến trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ về sạt lở đất lại tiếp tục được cảnh báo ở nhiều tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Do có mưa cho nên nhiệt độ ngày hôm nay tại các tỉnh Bắc Bộ, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, có xu hướng giảm. Về đêm và sáng, thời tiết mát mẻ, đến trưa chiều cũng chỉ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, cảm giác oi nóng không còn nữa. Ngày hôm nay, nắng nóng sẽ không còn hiện hữu ở các tỉnh miền Trung nữa. Do tác động của rãnh áp thấp phía Bắc cho nên tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển nhiều mây hơn, thậm chí là mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nên nhiệt độ vì thế cũng giảm xuống, cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, trời vẫn có nắng nhưng có mây đan xen nên cường độ nắng giảm so với những ngày trước đó. Số điểm nắng nóng thu hẹp lại, chỉ còn tập trung ở một vài nơi ở vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên với mức nhiệt độ cao nhất ngày sắp xỉ hoặc là trên 35 độ. Thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không biến đổi gì trong ngày hôm nay. Đời gió Tây Nam chỉ hoạt động yếu cho nên toàn miền đều có nắng. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Đến chiều tối thì mưa rào và dông vẫn có khả năng xảy ra, nhưng diện không đều, chỉ khoảng 1/2 diện tích khu vực có mưa và thời gian mưa cũng ngắn cho nên ít có khả năng gây ngập úng tại những khu đô thị lớn. Tuy nhiên, trong mưa dông thì người dân vẫn cần cảnh giác với khả năng có dông sét và gió giật đi kèm. Về tình hình diễn biến của bão số 9 thì hiện tại bão vẫn đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 13 giờ trưa nay ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6 cho đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và giật cấp 10, biển động mạnh. Trong ngày và đêm nay, vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp 6 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, gió Tây Nam hoạt động với cường độ không mạnh, tuy nhiên phần phía Nam vẫn tồn tại những ổ mây đối lưu cho mưa dông rải rác, khiến cho tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Các loại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay của Đài truyền kỹ thuật số VTC là những thông tin chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.